chân khánh áp mày góp nhỏ nè, mày góp nhỏ chui vô đây nè, kệ đi bắt nó xuống đi con, bắt nó xuống con đây nè cho nó ăn, cho nó chển không có ăn nè, nè chổng luôn nè, thôi kệ nó đi cho nó chổng luôn, kệ đi ốc con đây nè, hai con ốc con. Ba Na đi đâu rồi? Ủa hồi nãy con mới về á, mày còn đi trốn ở chổng mất tiêu rồi, kệ đi. Đừng giật cái nữa yếm để cho mày quay nè, mày quay cho các bạn coi nè. Cho mày đeo ốc, đông ốc con 10 nè, ốc con. Đó, con nè. Đó. Cái bữa nó nhỏ nhỏ này lớn rồi cả nhà. Thế mà lớn ghê. Mấy con này đang ăn ăn chuối nè. Mình bỏ đồ ăn vô đây á mấy ảnh ăn nha mời. Trời ơi mấy con này. Để mày thôi nó hủ gì vậy? Nó đang ăn á. Con này cũng đang ăn. Đâu? Nó đâu có ăn đâu. Mũi nó ăn, đứa chị đi, đứa chị đi vòng ba mũi con. Đâu có gì đâu. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, đâu có động lực mình ra video cho các bạn coi ốc nha. Mình mới muốn quay mấy ốc này lớn theo từng ngày cho các bạn coi nha. Cái ốc nhỏ nó mau lớn hơn nha. Con bò dài nhìn ghê không? Trời ơi, anh thâu người lại luôn nè mọi người. Nó kéo con ốc vào lại luôn. Nó kéo ốc vào lại luôn. Hai con nó ôm nhau. Con này nó ôm nhau hả? Ừ. Nhưng mà giống hai con này nó đang giao phối quá. Nó sợ nó. Mọi người, cái con này nè. Quang đi ra quang cho che mẹ không thấy được. Đó. Nó ôm nhau vậy đó mọi người. Quá trời quá đất. Trời mấy anh này bò tới đây luôn. Ốc con bò con luôn. Con mẹ nó ỉ ở đây nữa nè. Ừ, kệ nó đi. Thôi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.